lại nữa xá lợi tử có đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ bố thí tịnh giới tinh tấn tịnh lợi ba la mật đa nghiêm tịnh trí nhất thiết trí nhất thiết đạo tướng do rốt giáo không nên chẳng khởi tâm hoại thí san tham trì giới phạm giới siêng năng lười biếng tịch tịnh tán loạn lại nữa xá lợi tử có đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn